Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Lido Sài Gòn TV trong chương trình Đông Y Thời Đại Mới ngày hôm nay, Thiên Trang và bác sĩ Nguyễn Đức Cường hân hạnh giới thiệu đến quý vị một loại thực vật nổi tiếng được xếp vào hàng rau quả, đó là một loại đậu rất là quen thuộc và là một món ăn rất lành mạnh và cũng như là rất ngon miệng, cũng là một loại dược thảo có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe nhất là cho những ai có bệnh tiểu đường, đó chính là trái đậu bắp. Trước hết thì Thiên Trang xin kính chào bác sĩ Nguyễn Đức Cường ạ. À. Vâng à, xin kính chào cô Thiên Trang và xin kính chào tái ngộ cùng quý vị khán giả của Sài Gòn TV và mỗi lần mà nói tới đậu bắp ấy, thì cá nhân chúng tôi lại nhớ một cái kỷ niệm thời thời bé à, đó là cái lần đầu tiên được mẹ cho ăn cái món đậu bắp luộc cho một bữa cơm à, thứ quý vị cảm nhận đầu tiên à, bằng vị giác à, về cái quả đậu bắp thì nó vừa lạ lùng mà vừa thích thú à, không biết có thính tra nghĩ sao chứ à, dù là chưa có dịp tìm hiểu một cách chi tiết về các cái dưỡng chất của đậu bắp vào lúc đó thì mà chúng tôi cũng đã cảm thấy là đây là một cái món ăn nhiều chất bổ, uh, nhất là khi mình chấm với nước tương thì cái cảm giác <laughs> ngon nó lại tăng lên gấp bội và ngoài. Dạ đúng rồi. Còn thiên trang thì mỗi lần mà nghe nhắc đến đậu bắp á thì lại nhớ đến một cái tô canh chua và... được nấu với tôm và đậu bắp thì thật là nóng hổi luôn. Món canh chua mà thiếu đậu bắp thì chắc chắn là mất ngon phải không bác sĩ? Lần chắc chắn là như vậy. Uh, đó cũng là một cái món canh rất là hấp dẫn đối với uh, cá nhân của tôi và tôi tin là quý vị khán giả của chúng ta phần lớn cũng rất là thích cái món canh chua độc đáo này. Ồ, vâng. ờ, nhưng mà trang cũng có một cái thắc mắc từ đó tới giờ luôn, thì không biết tại sao loại rau quả này lại có cái tên là đậu bắp ạ? À? à, có lẽ do cái hình dáng cô, ừ. à, cái hình dáng bên ngoài hao hao giống như là một cái trái bắp nhỏ, à, à. cũng có thể là do cái hạt của nó trông khá giống cái hạt bắp non. À, và cũng có nơi người ta gọi đậu bắp là mướp tây. À, có lẽ vì đậu bắp thường được nuôi trồng bằng cách làm giàn giống như cái giàn mướp của chúng ta. À, thức vì tiếng Anh gọi đậu bắp là okra, à, nhưng mà cô trên trang có biết không? À, trong tiếng Anh đầu đậu bắp còn được đặt trong cái tên khá là là đẹp mà cũng là khá là ngô nghĩnh đó là yeah. ladies finger, Đúng đó rồi, là dạ. những ngón tay của các bà các cô. Wow. <laughs> để coi lại ngón tay có dài, có đẹp mà. không? <laughs> à, có lẽ vì cái hình dáng của nó, nhưng mà không hiểu cô nghĩ sao chứ theo tôi mà một cái anh chàng nào đó mà, mà chót dài mà mình yêu của mình bằng cách là ví vào một câu là mấy ngón tay em đẹp quá trông giống như đầu bắp ấy. Có <laughs> thể có thì chuyện, thì chuyện Chắc á. là không biết kết cục <laughs> sẽ ra sao mà. Dạ đúng rồi bác sĩ, chắc là cô ta sẽ nhớ suốt đời luôn đó. Vậy, Và vâng. thưa bác sĩ, quả đầu bắp thì chúng ta thấy là đã có mặt tại Việt Nam từ rất là lâu rồi, nhưng mà nguồn gốc thực sự từ đâu thì không biết là bác sĩ có biết không ạ? Vâng, đến nay thì chúng ta chưa có một cái tài liệu nào xác định được cái quả đầu bắp bắt nguồn từ đâu. Dạ. Vâng. Uh, nhưng mà cái tên Okra đó lại bắt nguồn từ cái chữ Okru uh, là một cái ngôn ngữ của miền vùng Tây Phi. Uh, thưa quý vị một vài phỏng đoán khác thì lại cho là đầu bắp có nguồn gốc ở vùng cao nguyên Ethiopia um, tức là Phi châu. Uh, tuy nhiên, từ thế kỷ thứ 12 thì đầu bắp lại xuất hiện ở bán đảo Ả Rập và sau đó thì lan đến các quốc gia vùng Địa Trung Hải này, rồi đến Ấn Độ và đến giữa thế kỷ thứ 17 thì xuất hiện ở Brazil um, tức là Ba Tây đấy. Uh, cho đến thế kỷ thứ 18 thì lại có mặt ở tiểu bang Philadelphia, yeah. Hoa Kỳ vâng. Và trở nên phổ biến vào cuối thế kỷ thứ 19 um, Có lẽ trong những cái khoảng thời gian trước đó, đó uh, Thì do um, đường giao thương hàng hải các tàu buôn đã đưa đậu bắp đến các quốc gia miền đông Nam Á và trong đó tất nhiên là có cả Việt Nam của chúng ta. Ừ, như vậy là đậu bắp đã có một cái hành trình lịch sử qua nhiều thế kỷ vâng. để mà trở nên rất quen thuộc với nhiều quốc gia trên thế giới như ngày hôm nay. Còn người Việt chúng ta thì thường dùng đậu bắp để nấu canh chua nè hoặc là luộc lên rồi ăn với nước tương như là bác sĩ vừa nói lúc nãy. Còn ở các quốc gia khác thì sao ạ? Vâng, à, tại các quốc gia Trung Đông và các quốc gia miền đông của Địa Trung Hải đấy thì thưa quý vị đậu bắp được dùng trong cái món thịt và rau hầm. À, trong khi đó thì tại Ấn Độ đậu bắp thường được chiên, áp chảo hay là được dùng với các cái món ăn khác để làm nước sốt à, rất là phổ biến tại vùng Nam Ấn. À, riêng ở Nhật Bản thì người ta cũng luộc hay là hấp để ăn với xì dầu như là người Việt của chúng ta. dạ. Yeah. Nhưng mà tại Hoa Kỳ thì cô có biết là người Mỹ ăn đậu bắp theo cái kiểu nào không? À, em nghĩ chắc là họ cũng sẽ <laughs> chế biến gần giống các nơi khác thôi đúng không bác sĩ? Vâng. À, chắc chắn là người Mỹ cũng đã chế biến đậu bắp trong nhiều ừ. món ăn nhưng mà có một cái cách ăn rất là lạ thưa quý vị đó là đậu bắp được chiên khô wow. rồi kẹp vào bánh mì cùng với vài cái gia vị thành một cái món rất là rất là ngon rồi trang không ngờ đậu bắp lại được người Mỹ chiên khô rồi kẹp trong bánh mì đó bác sĩ vâng. chắc không nào mà mình phải thử mới phải được thử đi. Vâng. nhưng mà cái lá đậu bắp thì có được chế biến thành món ăn gì không bác sĩ lá đậu bắp thì có thể ăn được cô à, ừ. ăn được À, thường thì người ta ăn sống trong cái món rau xà lách trộn. Mà nhân câu hỏi của cô Thiên Trang thì thưa quý vị chúng tôi muốn nói thêm là không có chỉ cái quả đậu bắp và lá thôi mà người ta còn tận dụng cả cái hạt đậu bắp nữa. Wow nghe vâng. lạ quá. Thì chúng vâng. không biết là người ta tận dụng bằng cách nào đây nữa và để làm gì bác sĩ? À trước hết thì người ta ép cái hạt đậu bắp để lấy tinh dầu. Oh vâng cái dầu đậu bắp ấy thưa quý vị nó có cái màu vàng lục nó có hương vị rất là rất là thơm rất là ừ. dễ chịu và tất nhiên là rất tốt cho sức khỏe và hàm lượng trong hạt có một cái tỉ lệ khá cao đó là cái hàm lượng tinh dầu đó và lên đến 4 phần trăm. Đó là chưa kể người ta cũng ép cái trái đậu bắp để lấy lấy dầu bởi vì đậu bắp chứa đựng nhiều loại chất béo có thể hòa tan ví dụ như là axit oleic và axit linoleic nên có thể gia tăng cái lượng cholesterol xấu đó. À, xin lỗi, gia tăng cái lượng tốt và giảm đi cái lượng uh, cholesterol xấu trong cơ thể Và tất nhiên là nó rất là tốt cho hệ thống tim mạch Dạ. Và trong ẩm thực của người Việt Nam á, thì đậu bắp thường được luộc lên Nhưng mà có một số người không có thích chất nhờn của đậu bắp Cho nên là đã nướng lên để ăn hoặc chế biến với các loại thực phẩm khác có vị chua Như à. là chanh hay là cà chua đúng không bác sĩ? Vâng, đúng là như vậy à, Nhưng mà chính cái chất nhờn đó, đó chính cái chất nhờn trong đậu, trong đậu bắp đó, Nó lại là một cái chất béo rất là lành mạnh thưa quý vị như là chúng ta vừa nói lúc nãy đó bởi vì nó có nhiều axit oleic này axit linoleic này chứa nhiều sinh tố và nhất là chất xơ có thể hòa tan chất xơ có thể hòa tan rất là quan trọng và nó có đặc tính là nó đối phó với bệnh tiểu đường và chống táo bón luôn. Dạ, cảm ơn sự giải thích của bác sĩ. Thì như vậy đó, chứng tỏ đậu bắp là một loại rau quả có rất nhiều đặc tính và vâng. nhiều ích lợi về sức khỏe cho con người đúng không ạ? Đúng là như vậy. À, có một điều mà ít ai còn nhớ là thưa quý vị vào thời kỳ thế chiến thứ hai khi mà chiến tranh lan rộng đến nhiều quốc gia làm đình trệ tất cả mọi hoạt động kinh tế thì tất nhiên là cái ngành nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng mọi sản phẩm nông nghiệp trong đó có cà phê này cũng trở nên rất là khan hiếm và lúc đó người ta đã phải dùng cái hạt đậu bắp đó, thay thế cho hạt cà phê và cái tình trạng này đó, nó tạo nên một cái cơn sốt thị trường nó gọi là Người Mỹ họ gọi là Okra Fever, tức là cơn sốt đầu bắp. đầu bắp khi được rang lên thì nó có một cái màu đen như là màu cà phê. Nhưng mà khi pha thì nó có hương vị rất là thơm ngon. Ừ. Và đó là cái lúc mà hầu như trên toàn thế giới đầu bắp luôn có mặt trên các quầy rau quả. Tại Hoa Kỳ cũng vậy. Cái cuộc nội chiến năm 1861 đã làm cho cái việc nhập cảng cà phê bị gián đoạn. Ở lúc đó thì người ta cũng dùng đầu bắp thay thế cho cà phê tất nhiên là là cái loại cà phê này nó không có chất cà phê Ồ, oh, vậy được. là hôm nay á Thiên Trang lại biết được thêm một cái công dụng rất là độc đáo của cái hạt đậu bắp à, trong cái thời kỳ khan hiếm cà phê thì cũng may là con người của chúng ta đã có thể dùng đậu bắp để mà thay thế vâng. tuy không có chất caffeine nhưng mà cũng thơm ngon như là vâng, cà phê luôn yeah. dạ việc này thì cũng đã giúp cho những ai thích uống cà phê à, cảm thấy thỏa mãn được cái 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 nhu cầu của mình đỡ dạ đỡ ghiền hơn thì thưa bác sĩ Thiên Trang có thấy là đậu bắp á, thì có cái hoa rất là đẹp yeah. thì nó có cái màu trắng hoặc là màu vàng thì theo tài liệu có có một cái nhân vật rất là nổi tiếng trong lịch sử Ai Cập đó là nữ hoàng Cleopatra đó dạ. thì cũng đã rất ưa chuộng cái món đậu bắp vâng. và bà đã đưa cái món đậu bắp vào thực đơn hàng ngày của mình luôn với mục đích là duy trì cái sức khỏe và nhan sắc cho mình có đúng không ạ? Vâng, điều đó rất là đúng cô. <laughs> à thưa quý vị không riêng gì nữ hoàng Cleopatra đâu. À, chúng ta còn nhớ là bà đã mất vào năm 30 à, trước Thiên Chúa giáng sinh à, và gần 800 năm sau thì tại Trung Hoa đó một cái quý phi nổi tiếng đời nhà Đường gọi là Dương Quý Phi bà cũng rất thích ăn đậu bắp mặc dù lúc đó là thế kỷ thứ 8 đậu bắp chưa được trồng tại Trung Hoa nhưng mà vẫn có mặt ở nơi đây qua đường giao thương và được coi như là một cái cao lương mỹ vị Wow. Vâng. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều Và thưa quý vị khán thính giả Đến đây thì Thiên Trang xin phép tạm ngưng chương trình Đông y thời đại mới Để mời quý vị theo dõi một vài những thông tin thương mại Thiên Trang và bác sĩ Nguyễn Đức Cường sẽ trở lại trong giây lát